Hội đồng Nhân dân xã Xuân Giang vừa tổ chức kỳ họp thứ 8 nhiệm kỳ 2016-2021, cùng dự có các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện bầu tại địa bàn. Theo báo cáo tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế xã hội của Xuân Giang phát triển cơ bản ổn định. Tổng diện tích cây trồng vụ đông xuân đạt 438 ha, tổng sản lượng đánh bắt hải sản ước đạt 151 tấn. Tổng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ ước đạt trên 47 tỷ đồng, thu ngân sách ước đạt trên 3,3 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo xã cùng với Ban phát triển thôn tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó tập trung thực hiện vào việc xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu và xây kè mở rộng lòng đường. Văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư phát triển. Chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học trên địa bàn xã được duy trì và đạt chất lượng cao. Công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân được triển khai thực hiện hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững. Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu tham gia kỳ họp đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trên tất cả các mặt công tác, như chỉ đạo sản xuất chưa quyết liệt dẫn đến tình trạng ruộng bỏ hoang còn nhiều, thực hiện tiêm phòng gia súc gia cầm đạt kết quả chưa cao, phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương có phần chững lại, thiếu tính tự giác ở một bộ phận cán bộ nhân dân.